Xin hân hoan chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hiệp Bá Đạo. Hôm nay mình sẽ trình bày phần tiếp theo trong cái phẩm là Công giáo, Huyền thoại và Tội ác. Và bài tiếp theo chúng ta làm là Giê-xu đã sống cuộc đời như thế nào. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cũng giống như Socrates và Khổng Tử, Giê-xu không viết sách và không ra khỏi đất nước mình. Tất cả những gì chúng ta biết về Ngài đều do bốn cuốn sách phúc âm của Matthew, Luca và Mark và John. Các cuốn sách này chỉ kể những gì liên quan đến 3 năm cuối đời của Ngài mà thôi. 30 năm đầu của cuộc đời Giê-xu không có một sách nào nói tới, ngoại trừ huyền thoại Giáng sinh và chuyện Giê-xu bị lạc cha mẹ trong dịp lễ ở Bosovo, ở đền thánh Jerusalem vào năm Giê-xu lên 12 tuổi. Tóm lại, một khoảng thời gian lớn lao trong cuộc đời Giê-xu kéo dài tới 30 năm, cho đến nay vẫn là một ẩn số lịch sử. Chúng ta chỉ biết rõ một điều là Ngài đã sinh ra và lớn lên với tư cách một công dân Do Thái dưới thời lệ thuộc La Mã. Triều đại hoàng đế Augustus tuy là người Do Thái, nhưng Ngài nói tiếng Aramaic của dân tộc Syria, là nước ở phía bắc Do Thái. Ngài giảng đạo bằng tiếng Aramaic chứ không phải bằng tiếng Hebrew của Do Thái. Khi thân xác còn bị treo trên thập giá, Giê-xu kêu cứu Thiên Chúa mà Ngài gọi bằng Cha. Abra, Abra là tiếng Aramaic. Nhưng điều trớ trêu là không có một cuốn sách nào, phúc âm nào được viết bằng ngôn ngữ chính thức, và duy nhất của Ngài là tiếng Aramaic. Các bản gốc của các sách phúc âm đều được viết bằng tiếng Hy Lạp từ 35 năm đến 70 năm sau khi Ngài lên trời. Các tác giả viết về Giê-xu đều là những người sống xa Ngài cả về không gian lẫn thời gian, và hoàn toàn mù tịt về 30 năm cuộc đời son trẻ của Chúa. Người ta gọi thời gian này là 30 năm bí ẩn hoặc 30 năm thất lạc của Giê-xu. Phúc âm đầu tiên do Mark viết, đây mở đầu phúc âm của Chúa Kitô, con Thiên Chúa. Và chuyện mở đầu là lễ rửa tội của Chúa do Gioan the Baptist, chủ lễ trên sông Giô-đan. Lúc đó Ngài vừa tròn 30 tuổi. Thông thường khi tay chúng ta bị dính dơ thì chúng ta rửa tay. Mọi tín đồ tin mình có tội nên mới xin chịu phép rửa tội. Sau này nghi lễ rửa tội trở thành một thủ tục bắt buộc để nhập đạo. Vào lúc đó Gioan Baptist, tức Thánh Gioan Bautista, đang là vị giáo chủ nổi tiếng của giáo phái Essen, là một trong ba giáo phái lớn của đạo Do Thái. Trụ sở chính của giáo phái này đặt tại Qumran, ở gần biên chết và chỉ cách 5 cây số từ trụ sở này đến chỗ Giê-xu được Gioan Bautista ban phép rửa tội trên sông Giô-đan. Để được chính thức công nhận, đã bỏ giáo phái Pharisees để gia nhập giáo phái Essen, tương tự như người Công giáo đổi đạo sang Tin lành ngày nay. Sau mỗi đợt thuyết pháp, nhiều tăng tín đồ xin theo đạo Essen đều kéo nhau xuống sông Giô-đan để cho Gioan Bautista làm phép rửa tội. Sau đó các tăng tín đồ trở thành những đệ tử chính thức của Gioan Baptist. Giê-xu là một trong số
những ăn tăng tín đồ đó. Sự kiện Giê-xu được Gioan Báp-tít ban phép rửa tội trên sông Giô-đan vào lúc Giê-xu 30 tuổi đã xác nhận chính Giê-xu cũng tin mình là kẻ có tội tổ tông như niềm tin của con người Do Thái khác cùng thời. Giê-xu cũng như mọi tín đồ Do Thái chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ dùng cái chết của mình để xóa tội tổ tông cho chính mình và cho cả loài người. Mọi lý thuyết thần học Kitô giáo về sự cứu chuộc của Giê-xu đều là chuyện bịa đặt để lường gạt những người nhẹ dạ dễ tin mà thôi. Phúc âm của Gioan Thánh Sử thì mở đầu bằng cách giới thiệu Giê-xu là ngôi lời và đặc biệt chú trọng đến sự chết và sự sống lại của Giê-xu. Gioan tuyệt nhiên không đả động gì tới đến 30 năm tuổi trẻ của Giê-xu. Chỉ có phúc âm của Matthew và Luca thêm phần huyền thoại Giáng sinh mâu thuẫn nhau như đã trình bày với chương 3. Riêng một sách phúc âm của Luca kể thêm: vào năm lên 12 tuổi, Giê-xu được cha mẹ dẫn đến đền thánh Jerusalem dự lễ vượt qua. Nguyên vì gia đình của Giê-xu từ trước đến lúc đó đã là tín đồ của giáo phái Pharisee, là giáo phái độc quyền chiếm giữ đền thánh Jerusalem. Do đó mỗi khi đi dự lễ Do Thái, dự lễ do giáo phái Pharisee tổ chức, cha mẹ Giê-xu đều dẫn con tới đền thánh này. Theo phúc âm của Luca thì trong dịp này Giê-xu đã tỏ ra rất khôn ngoan trong cuộc tranh luận về giáo lý đạo Do Thái với các tu sĩ ở đền thánh Jerusalem. Luca 1:241 đến trang 52. Căn cứ theo các phúc âm, chúng ta có thể xác quyết một điều là gia đình Joseph, Maria, Giê-xu vốn là những tín đồ theo đạo Do Thái thuộc giáo phái Pharisee. Từ đầu thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, đạo Do Thái bị phân hóa thành 3 giáo phái chính. 1. Pharisee độc quyền chiếm giữ đền thánh Jerusalem, có số tín đồ đông nhất, lập trường chính trị nói chung là ôn hòa. 2. Sách đúc xếp ít tín đồ nhất nhưng rất bảo thủ và cuồng tín cực đoan, chỉ tôn trọng luật viết của đạo Do Thái và phủ nhận giá trị mọi tục lệ cổ truyền bất thành văn. Judas Iscariot theo giáo phái cực đoan này. Về chính trị, Judas là và Phêrô đều là du kích quân thuộc tổ chức chính trị Zealot với chủ trương tiêu diệt đế quốc La Mã bằng biện pháp quân sự. 3. Essen giáo. Mỗi giáo phái đông thứ nhì sau Pharisee, giáo phái này cấp tiến nhất vì đứng về phía người nghèo, chủ trương cộng đồng tài sản giống như kiểu lý thuyết cộng sản. Giáo phái này kịch liệt đả kích hai giáo phái trên và kết tội họ là những kẻ đạo đức giả, bóc lột dân nghèo. Sau khi Gioan Báp-tít bị vua Herod chém đầu theo lời yêu cầu của bà mẹ người đẹp Salome, Giê-xu bắt đầu đi lang thang giảng đạo để tiếp nối con đường của sư phụ. Giê-xu cũng chửi rủa các giáo phái đối lập với luận điệu y hệt như vị tiền bối quá cố của mình. Sự kiện Giê-xu được cha mẹ dẫn đến đền thánh Jerusalem đủ cho ta thấy gia đình Joseph thuộc giáo phái Pharisee của đạo Do Thái. Như vậy Giê-xu đã theo giáo phái Pharisee từ nhỏ theo nếp cũ của gia đình cho đến khi trưởng thành mới cải đạo sang giáo phái Essen của John the Baptist. Giê-xu cũng như mọi tín đồ Pharisee khác
đã được các tu sĩ của giáo phái này dạy dỗ các điều căn bản của giáo lý trong các nhà hội vào các ngày lễ sắp bắt thứ bảy hàng tuần. Các điều căn bản là luật 10 điều răn của Môi-se, sách Leviticus tương tự như sách Bổn Công Giáo, Thiên Chúa Jehovah, cao hơn các tà thần khác như Molech, Jupiter, Apollo của Babylon, Ai Cập, La Mã và Hy Lạp v.v. Giê-xu tin tuyệt đối vào Kinh Thánh Do Thái. Giê-xu tuyên bố cho tới khi trời đất hư mất, một dấu chấm trong Kinh Thánh Do Thái cũng không hư mất. Matthew 5:2-18. Riêng lời xác nhận này cũng đủ cho ta thấy trình độ tâm linh của Giê-xu cũng chẳng khá hơn mấy so với các tín đồ Do Thái cùng thời, vì Giê-xu cũng tin mọi chuyện nhảm nhí trong Cựu Ước là những chân lý tuyệt đối. Giê-xu tin xác loài người sẽ sống lại vào ngày tận thế trong thời gian đi theo Gioan Đờ Báp Tích sống ở nơi hoang dã. Giê-xu mặc áo dài trắng giống như các tu sĩ thuộc giáo phái Essen và tất nhiên đã học hỏi thêm được nhiều điều khác ở đạo Do Thái qua sự giải thích của các giáo phái này. Do đó bài giảng nổi tiếng nhất của Giê-xu được mệnh danh là bài giảng trên núi, tức kinh Phúc Thật Tám Mối, là những điều đã được rút ra từ nhiều sách của đạo Do Thái, đã được các nhà khảo cổ tìm thấy tại Qumran năm 1947. Các tài liệu này gồm hàng trăm cuốn sách bằng da lừa, bằng những thanh gỗ hoặc thanh đồng. Các học giả quốc tế gọi những tài liệu này là The Dead Sea Scrolls. Hiện đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Khoảng năm 25 sau Công Nguyên, John the Baptist bị bắt và bị chém đầu do lệnh vua Herod trong lúc còn bị giam trong tù. John đã viết một bức thư và nhờ một lính gác ngục tốt bụng chuyển cho Giê-xu. Trong thư bày tỏ, John Baptist gọi Giê-xu là kẻ đến sau mọi người. Mark 1:2-14-15. Sau khi nhận được tin Gioan đã chết, Giê-xu bắt đầu giảng đạo thay Gioan. Nơi đầu tiên được diễm phúc nghe Ngài giảng là quê hương Galilee của Ngài. Bây giờ sau khi Gioan bị bắt và bị giết, Giê-xu đến Galilee rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Mark 1:2-14-15. Giê-xu cố gắng thực hiện các lời tiên tri của Isaiah và đi neo để tỏ ra mình là Chúa cứu thế mà các nước Do Thái đã mong đợi từ lâu. Isaiah là ngọn đèn sáng của Do Thái cho toàn thế nhân loại. Cuộc đời của Chúa Giê-xu là để hoàn thành các lời tiên tri của Isaiah về Chúa cứu thế. Gioan 8:2-12. Tuy nhiên, có một điều hết sức quan trọng mà Giê-xu chẳng bao giờ làm hoặc làm không nổi để trở thành Chúa cứu thế. Đúng theo định nghĩa của tiên tri Isaiah là Chúa cứu thế là đấng đến để giải cứu mọi kẻ bị áp bức. Thực tế cho thấy Giê-xu chưa bao giờ cứu những người bị áp bức. Vậy Giê-xu không thể là Chúa cứu thế chân chính mà chỉ là Chúa bịp. Số người trên thế gian bị đầy ải áp bức sau khi Giê-xu cứu chuộc lại còn đông hơn gấp bội so với số người bị áp bức trước khi Giê-xu có mặt trên đời này. Chẳng những Giê-xu đã không phải giải phóng cho một ai thoát khỏi sự áp bức, trái lại Giê-xu đã trở thành một tấm bình phong để những thế lực tội ác núp bóng giết hại trên 200 triệu người trong 2.000 năm qua. Riêng một sự kiện hiển nhiên này đã đủ để đập tan cái luận điệu láo khoét cho rằng Giê-xu
là Chúa cứu thế Kitô. Giêsu đi theo con đường của Gioan Báp-tít nên Giêsu cũng tự biết sớm muộn thế nào cũng bị bắt và bị giết. Ngài tuyển mộ 12 môn đệ tử để sau này lãnh đạo 12 bộ lạc Do Thái. Về niềm tin tôn giáo, Giêsu cũng giống như sư phụ Gioan Báp-tít, luôn luôn chú trọng kêu gọi mọi người ăn năn tội lỗi và chuẩn bị đón nhận ngày tận thế đã đến gần trong tầm tay. Ngoài hăm dọa mọi người, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ đến bất thần như kẻ trộm, Giêsu đã tiếp nối con đường của Gioan Đệ Báp-tít với chủ đích tạo lập một khối quần chúng đông đảo gồm toàn những người trong sạch khao khát nước Chúa trị đến. Một khi mạng lưới quần chúng lan rộng trên toàn Do Thái, cuộc nổi dậy thần thánh sẽ giải phóng đất nước Do Thái thoát khỏi ách thống trị của La Mã và bọn chính quyền Do Thái bù nhìn. Bọn bù nhìn gồm những triều đình Herod và hội đồng tối cao Do Thái, đặc trách về các vấn đề tôn giáo và tục lệ. Các tín đồ theo Gioan và Giêsu đều tin tưởng rằng nước Chúa sẽ phá tan quyền lực của La Mã, sức mạnh vật chất của dân tộc Do Thái không đủ để lật đổ bạo quyền nếu không có sự can thiệp của Thiên Chúa. Mọi người cần phải giữ linh hồn trong sạch để được xứng đáng đón nhận nước Chúa sắp đến. Một khi nước Chúa trị đến, cuộc sống thanh bình hạnh phúc của toàn dân tự nhiên sẽ được thực hiện. Gioan Đệ Báp-tít và Giêsu là những nhà tiên tri dõm về ngày tận thế, có tham vọng khôi phục vương quốc Do Thái. Với chủ thuyết ngày tận thế sắp đến để kích động tâm lý quần chúng, cái ngày tận thế sẽ đến trong tầm tay của hai thầy trò Giêsu chưa bao giờ xảy ra và sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Thế gian này vẫn sống mãi cho đến khi nào mặt trời nguội đi. Nếu có một ngày nào đó sẽ là ngày tận thế thì đó chính là ngày tận thế của cái giáo hội ác ôn biệt bồn tôn thờ Giêsu. Giêsu không hoàn toàn tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng, vì cũng có lúc Giêsu đã hình dung ra một sự rối loạn và phân tán của dân tộc Do Thái. Giêsu nói: các ngươi tưởng rằng ta đến để mang hòa bình cho trái đất sao? Không đâu, ta bảo thật, ta chỉ mang đến sự phân tán. Luca 12:51-53. Gioan Đệ Báp-tít và Giêsu không phải là những người đầu tiên dùng chủ thuyết ngày tận thế để kích động quân chúng. 8 thế kỷ trước Giêsu, Isaac đã dùng chủ thuyết này với mục đích cải đạo xã hội, và bản thân Isaac đã được dân Do Thái tôn kính như Messiah, Chúa Kitô. Đến khi Gioan và Giêsu xuất hiện, nhiều người Do Thái đã coi Gioan và Giêsu là Messiah hoặc Isaac tái thế. Chính vì vậy, khi Giêsu cưỡi con ngựa nhỏ về Giêsu-xa-lem, một đám đông quần chúng đã tung hô vinh danh đấng đã nhân danh Thiên Chúa mà đến. Trong phiên xử tại đền thờ Jerusalem, người Do Thái chỉ được phép xét xử các tội liên quan đến tôn giáo. Tu sĩ cao cấp của đền thờ hỏi Giêsu: ông có phải là Chúa Kitô không? Giêsu trả lời: phải. Tội của Giêsu đã được xác định về phương diện tôn giáo, vì Giêsu đã dám mạo nhận là con trai duy nhất của Thiên Chúa. Theo giáo lý và tục lệ Do Thái thì sự mạo nhận này là một tội xúc phạm nặng nề đến đạo Do Thái. Tuy nhiên, các tu sĩ Do Thái không có quyền đưa ra một hình phạt hình sự nào đối với Giêsu, do đó họ đã giao Giêsu cho quan toàn quyền La Mã Pontius
Bà Pilates xét xử. Vào lúc này, tại Jerusalem đang cử hành lễ hội vượt qua, là một ngày lễ kỷ niệm trọng đại, vừa có tính cách lễ trọng của tôn giáo, vừa là ngày quốc khánh của Do Thái. Số dân chúng từ khắp nơi đổ về thủ đô Jerusalem hết sức đông, đến nỗi các bãi trống chung quanh của thủ đô cũng không có đủ chỗ cho khách hành hương dựng lều trại. Quan tòa quyền Pilates phải đem quân từ các thành phố Cassis về tăng cường bảo vệ an ninh cho thủ đô. Đã từ lâu, Pilates để tâm theo dõi nhóm tôn giáo mới của John the Baptist và Giê-xu, coi nhóm này là một nhóm chính trị chống La Mã. Trong số các môn đệ của Giê-xu có nhiều người là du kích của đảng chính trị Zealot như Judas Iscariot và Phêrô. Phêrô có tục danh là Simon the Zealot. Mắc 3:14-18. Giê-xu tự nhận là Messiah, đồng nghĩa với vua của Do Thái, và công khai chống lại La Mã. Kinh Thánh Cựu Ước Do Thái đã định nghĩa Messiah như sau: Messiah là vua David mới, ngài sẽ đến, ngài sẽ chiến thắng mọi kẻ thù của Do Thái và tái lập trật tự ở Jerusalem. La Mã và chính quyền Do Thái chỉ nhìn Giê-xu trên khía cạnh chính trị của truyền thuyết Kitô. Họ cho rằng Giê-xu và phe nhóm đã lợi dụng lúc đồng bào Do Thái quy tụ đông đảo tại Jerusalem trong dịp lễ vượt qua để dấy lên cuộc đảo chính núp dưới chiêu bài tôn giáo. Giê-xu cưỡi ngựa vào Jerusalem tự xưng là Messiah, vua Do Thái. Hơn nữa, Giê-xu còn công khai vào đền thờ Jerusalem đánh đuổi những người bán hương liệu và các thứ lễ vật cho khách hành hương, lật đổ các bàn ghế của những người đổi tiền. Vì khách hành hương đến đây từ nhiều nước khác cần phải đổi tiền của nước họ mà để có tiền Do Thái chi tiêu trong ngày lễ. Tất cả các sự việc trên đã dẫn đến cái chết của Giê-xu với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. Trên cây thập giá, lính La Mã đã ghi rõ cái ý nghĩa chính trị của huyền thoại Kitô. Giê-xu Nazareth, vua Do Thái, Mắc 15:2-26. Trong các ảnh tượng Chúa ở nhà thờ, dòng chữ này thường được ghi vắn tắt là Inri. Trong tác phẩm nghiên cứu công phu về cuộc đời thật của Giê-xu mang tựa đề ngắn gọn chỉ một chữ Giê-xuất, tác giả đã đi đến hai nhận định sau đây. Một, Giê-xu cũng như Gioan đã bị giết chết không vì một lý do nào khác ngoài lý do chính trị. Hai, Giê-xu là những kẻ theo ông ta không phải là những kẻ có tinh thần nhân đạo, vì họ không lo phục vụ con người mà chỉ lo phục vụ cho cái quan niệm sai lầm về Thiên Chúa của họ. Họ làm như vậy vì họ tin theo các luật đạo Do Thái và lời nói của các thánh tiên tri, mà thực hiện thực chất chỉ là những huyền thoại không có thật. Họ không hề tự hỏi tại sao phải làm như vậy. Họ chỉ biết tuân theo các luật đạo một cách mù quáng máy móc, vì họ chẳng bao giờ chịu vận dụng tới trí tuệ của họ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Có hai mệnh đề phần cuối. Mình đọc xong mình cũng đọc hết nó cũng không hay luôn các bạn. Xin các bạn thông cảm. Phần sau mình sẽ làm tiếp theo. Nói về huyền thoại phục sinh. Huyền thoại phục sinh của nói về Chúa Giê-xu. Mời các bạn đăng ký kênh và để có nhận được những cái clip mới. Xin cảm ơn các bạn.